Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào những ngày cuối của tháng 9 âm lịch. Tháng 9 sắp đi qua, nhưng vận đen vẫn liên tục bủa vây những con giáp này. Đây là những con giáp vô cùng xui xẻo, ra đường gặp họa liên miên. Trong công việc thì luôn bị đồng nghiệp chơi xấu, cấp trên khinh thường, chuyện tình cảm cũng trắc trở vô cùng. Vợ chồng cãi vã, trong ngoài không yên. Vậy những con giáp xui xẻo nhất trong ngày 22 tháng 9 âm lịch, đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng kênh Phong thủy Sa Cát theo dõi ngay sau đây. Con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày 22 tháng 9 âm lịch là những người tuổi Dậu. 1. Tuổi Dậu. Hôm nay, bản mệnh có thiên ấn nâng đỡ, nên những ai làm nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, kinh doanh thì sẽ may mắn. Vậy nên, bạn cứ làm việc thoải mái mà không phải lo nghĩ gì cả. Ai được nghỉ thì cứ tắt máy nghỉ ngơi, đừng lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, những gia chủ tuổi Dậu phải giữ tinh thần hòa đồng, khiêm tốn thì mới phất nhanh được. Vì đường tình cảm gặp tương hình nên con giáp này bướng bỉnh, không chịu thua, tính cách nóng nảy hay tìm lý do, viện cớ để bao biện cho sai lầm của mình. Dễ cãi vã với hàng xóm, người lạ vì bất đồng ý kiến, thấy chướng tai gai mắt với những chuyện. Tài lộc chịu ảnh hưởng từ cục diện mộc khắc kim nên bạn nhớ để dành một khoản tiền tiết kiệm cho bản thân trước khi muốn tiêu pha, mua sắm bạn nhé. Tránh trường hợp là mới đến giữa tháng đã hết tiền như những lần trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 22 tháng 9 âm lịch. Con giáp thứ hai chính là tuổi Mùi. 2. Tuổi Mùi. Trong ngày hôm nay, thiên quan chiếu vận, cảnh báo bản mệnh hôm nay và tuần sau nhớ cẩn thận, tránh xa kiện tụng, chính quyền. Người làm quan cũng phải kín miệng, đừng hấp tấp, kẻo mất việc như chơi. Tiểu nhân dễ lợi dụng lúc bạn nóng nảy mà kích đều, khiến công việc bị chệch hướng. May mắn là có tam hợp trợ vận, nên gia đình của tuổi Mùi vẫn bình yên, nhiều người sắp có chuyến đi chơi xa cùng người thân, bạn bè. Hãy cảm ơn đời vì sáng nay tỉnh dậy bạn vẫn bình an, không phải lo cơm ăn áo mặc, người thân vẫn khỏe mạnh. Vận trình tài lộc không được tốt vì cục diện mộc khắc thổ, là con giáp kiếm tiền giỏi, nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên tuổi này làm ăn dễ phải gồng lỗ, đất đai mua về chưa có lời. Thời gian này, gia chủ tuổi Mùi nên tiết kiệm thay vì vung tiền đầu tư, mua bán vì hy vọng sinh lãi không lớn lắm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay là những người tuổi Tý. 3. Tuổi Tý. Những gia chủ tuổi Tý lâm tỷ kiên khiến đường công việc bấp bênh, đi làm không yên vì có tiểu nhân tranh chấp. Đặc biệt là những người làm công chức, sắp tới thành tích của bạn cả năm dễ bị phủi sạch, không được đền đáp. Đồng nghiệp xấu tính thấy bạn như vậy thì hả hê dù năng lực kém hơn cả bạn. Mặt tinh thần chịu áp lực, nhiều muộn phiền trắc trở do lâm tương hình. Tý thẳng tính nói năng không kiêng nể ai, nên nếu ai xúc phạm là con giáp này bật lại ngay, dễ làm mất lòng người khác. Đến tuổi này rồi bạn chẳng cần lấy lòng ai cả, ai chơi được thì ở lại, không thì thôi. Tiền bạc khá tốt nhờ thủy dưỡng mộc, thật may mắn là Tý biết cân bằng giữa tiền bạc và các mối quan hệ làm ăn. Dù bận rộn nhưng bạn vẫn xử lý khéo léo mọi chuyện liên quan đến tiền trong ngày này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp may mắn thứ tư là những người tuổi Sửu. 4. Tuổi Sửu.
Trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Sửu gặp thiên quan chiếu mệnh nên phải hết sức cẩn thận nếu công việc của bạn có liên quan đến chính quyền, kiện tụng. Thời gian này, bạn sẽ là người chịu bất lợi, tốt nhất là nên an phận, không ganh đua, tranh giành với bất cứ ai đang làm chức to. May mắn là đường tình cảm được tam hội cục nâng đỡ, nên vợ chồng yêu thương nhau, dù có nói nặng lời thì cũng chỉ là muốn tốt cho nửa kia. Con cháu trong nhà thì ngoan ngoãn, khỏe mạnh, nhiều gia đình sắp đón thêm thành viên mới. Vì cục diện ngũ hành mộc khắc thổ nên tử vi cảnh báo Sửu cuối tuần này dễ bị hao tài tốn của. Ra đường thì nhớ chấp hành luật giao thông, đi du lịch thì phải cất tiền cẩn thận, mua hàng thì nhớ hỏi giá trước, kẻo bị chặt chém. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Dần. Các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết, bị thương quan chiếu vận đem đến một ngày xui xẻo cho đường công việc của tuổi Dần. Con giáp này cẩn thận kẻo bị thôi việc, mất chức hoặc là thi trượt trong thời gian tới. Thực ra không phải ai cũng may mắn mãi được, xui xẻo lần này thì sẽ giúp bạn trưởng thành và khôn ngoan hơn nữa về sau. Ngược lại, mặt tình cảm nhờ có tam hội cục che chở nên bản mệnh cực kỳ may mắn. Đi đến đâu gặp hung cũng hóa cát nhờ có người nâng đỡ. Bạn biết bao dung với lỗi lầm của những người xung quanh, nhờ đó mà gia đạo bình an, mạnh khỏe, ăn nên làm ra. Vận tài lộc nhờ hai hành mộc tương hòa nên bản mệnh giữ được ví tiền. Con giáp này là người linh hoạt, biết tiết kiệm, tìm hướng làm ăn, không chịu thua người khác. Nhưng có lẽ cần thêm chút thời gian nữa thì mới phát tài được. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp may mắn thứ 6 là những người tuổi Thân. Chính ấn chiếu mệnh giúp tuổi Thân đòi được quyền lợi trong công việc. Người làm chức cao thì có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên hôm nay bạn đừng để tâm đến công việc quá nhiều, áp lực quá lại sinh ra căng thẳng. Hãy nạp năng lượng để mai còn cải quốc. Cục diện kim khắc mộc cho biết, nếu bây giờ Thân đang cảm thấy kiệt sức, điều bạn cần chính là tình yêu và tình bạn. Thời gian qua có lẽ bản mệnh quá mệt mỏi vì công việc. Tiền bạc nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng xem thường vai trò của trẻ con và những người ở trong nhà. Không biết từ bao giờ, những lo lắng muộn phiền vì tiền bạc đã chiếm đụng nhiều thời gian nhất trong ngày của bạn. Sắp tới có nhiều chuyện cần đến tiền, nhưng kiếm không ra tiền. Điều này khiến bản mệnh mất ăn mất ngủ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tỵ Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Hy vọng là những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh để đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.